đó nó xùi đó trả ra đó đó nó lên xùi cách uống bia corona 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 việc chấp tôi nói là việc chấp còn corona đây 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 là nhà hát ở trong du thuyền, nhà hát chuẩn âm thanh ánh sáng của ok thế giới. Xin chào các anh chị, hiện tại tôi đang ngồi trong nhà hát Rosa trong du thuyền 5 sao. Một vài hình ảnh để các anh chị có thể chiêm ngưỡng được cái đẳng cấp, cách thiết kế âm thanh ánh sáng, cách bố trí có thể nói là không chia vào đâu được. Và đây là sân khấu. Wow, đây là nhà hàng buffet, nơi mà sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ ăn sáng. Đặc biệt chúng tôi đang ngồi ở một cái view rất đẹp. Đây, mặt trời lên, biển đang lăn tăn và sau lưng chúng tôi là đường. Đấy, quá tuyệt vời. Xin chào các anh chị, hiện tại thì tôi đang đứng trên tầng thứ 13 tại du thuyền. Và trên này thì đây, sau lưng tôi là biển, các anh chị thấy đang là biển. Sau lưng tôi là những khách du lịch đang đánh gót. Ok. Rồi bên này thì là sẽ là một cái vòng trường nước. Bên kia thì chúng tôi vừa vừa đá bóng và vừa chơi bóng rổ. Rồi các anh chị có thể quan sát là xung quanh có những cái tàu thuyền đang đánh cá ở ngoài biển. Ok. Đây những khách Trung Quốc và Hàn Quốc đang đánh gót. Đây là những hình ảnh đầu tiên tại đảo Phuket, Thái Lan. Và chúng tôi cùng với đoàn đang đi bộ từ Việt Nam, Samanikap. Đây là biển, bờ biển và mọi người đang di chuyển. Đây. Xa xa ngoài kia các anh chị có thể thấy đây là xa xa ngoài kia các anh chị có thể thấy đây là cái du thuyền bị che khuất không nhìn rõ. Ok, okay. Đây là mọi người đang di chuyển từ các tàu vào, di chuyển vào. Ok, thời tiết thì ở đây cũng khá nắng, gần giống với thời tiết của Việt Nam, có vẻ là nóng hơn. Giờ của Thái Lan thì cũng trùng với giờ của Việt Nam. Sóng biển cũng nhẹ và nước biển cũng khá xanh. Cũng khá xanh. Ở trên kia thì có rất nhiều những người địa phương, họ đang buôn bán. Đang buôn bán và chờ khách du lịch. Và vừa rồi chúng tôi cũng vừa được học một vài cái câu chào, như là Samanikap dành cho nam, Samanika là dành cho nữ.
tôi cũng chỉ mới học tới đó thôi. Ok, đây là bãi biển. Nhìn xa xa phòng cả mọi người đang di chuyển vào. Xa xa là du thuyền. Ok. Rồi, và đây là những hình ảnh tại bờ biển của đảo Phuket, Thái Lan. Nhìn ra phía xa xa các anh chị có thể nhìn thấy được, đây là du thuyền, con tàu du thuyền chúng tôi vừa từ con du thuyền này vào di chuyển vào đây và đã di chuyển được lên đất liền. Đây là bãi biển rất đẹp, buổi trưa nắng cũng khá là gắt và khách du lịch cũng đang khá là đông, khách du lịch ngoài rất nhiều. Ok. Oh,
Rồi xin chào các anh chị, đây là buổi sáng tại Vui Thuyền Bồ Giò Cờ Xiên. Tôi đang bước vào một buffet. Và phía trước có một cái anh chào đón những vị khách bằng những điều nhảy và đàn guitar. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, and your breakfast. Yeah. Chào các chị, hiện tại tôi đang ở trên du thuyền và đang ngồi ở khu vực nước sóng và những cái môn thể thao trò chơi về nước. Phía sau lưng tôi là tàu du thuyền vẫn đang chạy, xung quanh là biển. Xung quanh là biển. Đây là những người đồng đội của tôi, họ đang chuẩn bị xe môn lướt ván. Yeah, đây là cái người Hương hướng dẫn, đang hướng dẫn để trượt. Yeah, bên kia chúng tôi có trượt ống, bên này là lướt ván, bên kia là khu gót, và sau lưng cái này là khu leo núi và những môn thể thao về bóng rổ. Yeah. Xin chào mọi người. Sau một đêm mình nhảy khiêu vũ cùng với tất cả mọi người trong đoàn thì sau một cái giấc ngủ rất ngon thì sáng nay mình đi ăn sáng buffet 5 sao rất ngon. Mình đang ngồi ở bên cái view biển các bạn ha, view biển ai nước đây đó, thuyền đang đi nha.
cái thuyền của chúng ta. Nè nè. Đây nha. Đó. Đó, tít ngồi kia. Đây. Đấy, u ngồi kia kìa. Đó đây nè, đó, hình dung được không? Khó mà hình dung được quá. Biển ngoài kia. Đây là cảng Penang của Malaysia. Đây là cái sát bên. Đây là cái của mình. Yeah.
that you had a very good day today at sea and currently enjoying the delicious food prepared by our talented chefs. Tonight, your dining room management team will guarantee your favorite waiters, your friendly assistant waiters, and head waiter team, the hard-working chefs in the hot galleys, would like to say a sincere thank you for choosing and sending on board the beautiful voyager of the sea. We hope you met or even exhibit dining room service, dining room food, windjammer service, and windjammer food expectations as much as we enjoyed serving each and every one of you here in this main dining room. Ladies and gentlemen, it's truly been our pleasure. Ladies and gentlemen, please let them know with a measure of applause or even standing ovation how much you have enjoyed the dining room and windjammer dining experience. Trên đất liền. Những hình ảnh sẽ cập nhật anh em sau.
Chúc anh em có ngày mới làm việc hiệu quả và sẽ có thật nhiều hợp đồng ngày hôm nay nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Hello. Đây là vườn hoa tỷ đô của Singapore. Đây là hoa anh đào các bạn ha. Hoa anh đào rất đẹp. Hoa anh đào. Xin chào anh em. Hiện tại mình đang đứng ở vườn hoa nổi tiếng tại Singapore. Và rất đặc biệt là hôm nay là được chiêm ngưỡng hoa anh đào của Nhật Bản trong bầu không khí rất lạnh. Và nhạc du dương, tận hưởng những cái vẻ đẹp của bông hoa anh đào. Có thể nói là có rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà chỉ có những người họ đến đây được tận mắt chứng kiến, được tận mắt ngửi, được tận mắt mình sờ, được tận mắt mình cảm nhận bằng chính mình thì mình mới cảm nhận được. Hello anh em. Đây là nhà hát trái sầu riêng theo cách gọi của người Việt Nam. Bên này sẽ là biểu tượng của Singapore. Đấy. Đây. Rồi kiểu không? Thoải mái đi.